Mới đây, một biên tập viên nổi tiếng của nhà đài đã có phát ngôn khiến cộng đồng mạng dậy sóng phẫn nộ. Vậy cụ thể là gì? Ngay bây giờ hãy cùng với chúng mình tìm hiểu nhé! Những thiệt hại do bão Noru gây ra hiện vẫn chưa được ước tính chính xác. Hình ảnh cây cối, nhà cửa ngã đổ ở Hội An, Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung khiến dân tình cảm thấy xót xa. Nhiều bạn trẻ cho biết mình cũng đang bị mắc kẹt lại tại nơi bão đi qua và họ quyết định làm clip chia sẻ thông tin về trải nghiệm bất đắc dĩ này. Bên cạnh một số nội dung thiết thực, nổi lên clip của một TikToker có tên là Bác Tóc Bạc, tên thật là Vũ Khánh Hà, sống ở Hà Nội, gây nhiều tranh cãi. Đoạn clip chia sẻ lại chuyện đi du lịch gặp bão Noru của cô đang vướng nhiều ý kiến trái chiều vì cho rằng có những câu từ không phù hợp, chẳng hạn như lần đầu tiên mình được đón bão cùng với Đà Nẵng, cảm giác hồi hộp ghê. Sau 17 tiếng kể từ lúc đăng tải, đoạn clip đã có 5,5 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận nhắc nhở góp ý. Nhiều người xem cho rằng người dân miền Trung đang rất khổ sở, gồng mình chống bão, không nên mang tâm lý chờ đợi, phấn khích, vui vẻ đợi bão và chia sẻ hồn nhiên điều đó trên mạng xã hội như cách Hà đang làm. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, Khánh Hà đã nhanh chóng nhận ra vấn đề và gửi lời xin lỗi. Đây chỉ là trải nghiệm bất đắc dĩ, đoàn mình đi du lịch vào tâm bão nên phải ở lại thêm một ngày nữa. Nếu video của mình làm ai không vui thì cho mình xin lỗi nhé. Có lẽ cách dùng từ ngữ của mình làm nhiều người nhạy cảm nghĩ theo chiều hướng khác. Bản thân mình cũng nhận thấy những thiếu sót và sẽ tiếp thu góp ý của mọi người, rút kinh nghiệm cho những lần sau. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào về sự việc này? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình biết nhé. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày.